Dạ vâng, cửa hàng nguy cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Hôm nay thì cửa hàng chúng em mới sưu tầm được một cây cưa xích hàng Thụy Điển. Đó. Các bác nhìn qua video và tự đánh giá các bác nhé. Một con cưa xích hút mana 141. Đó, công suất này. Đọc thông số hết cho các bác nhé. 40,2 cc, đầu máy không là 4,6 kg. Đó. Còn mấy cái thông số này thì em cũng chưa có rành lắm nên là cũng không biết nhé. Các bác nào biết thì để cho lại cho em ở phần bình luận nhé. Đó. Còn thông số của nó đây, đây là dòng suốt Nhật, sử dụng và tiêu thụ tại Nhật. Còn hàng là chuột chính hãng của Thụy Điển. Đó. Máy cưa xích hút mana. Máy móc thì em nghĩ là thêm cái thùng vào nữa thì thành cái máy mới thôi. Đó. Cực kỳ xuất sắc các bác nhé. Này, tem mác chuồn chỉ nguyên này các bác nhé. Đó, con này em nghĩ là nó mà đứng thứ hai thì cũng khó mà có ai có con nào có thể đứng thành thứ nhất được. Đó, máy móc thì không chê điểm gì luôn các bác nhé. Cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp. Làm, các bác nhìn cây làm có xuất sắc không ạ? Làm xích nhá, mắt xích thì chắc em nghĩ là còn khoảng 90% nữa. Đó, chắc người ta chủ cũ người ta quên xài. Ốc lam này các bác nhìn nào, ốc lam vàng chóe luôn này. Cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, phết này nó hơi bị bẩn tí xíu. Đây, bị bẩn rồi. Đó. Máy các bác có thấy xuất sắc không ạ? Con này về sưu tầm thì cũng quá là đúng bài luôn này. Bô này, các bác nhìn bô mà chứ hề có cái vết hàn gì luôn các bác nhá. Cực kỳ đẹp. Hàng tuyển chất lượng, công suất 40,2 cc, làm chành 41 cc các bác nhé. Đó, hù 1414, công suất 41 cc, máy móc xuất sắc. Đó, con này em nghĩ là này đóng cái thùng vào là bán thành máy mới được luôn đấy ạ. Mà dòng này thì các bác không phải lăn tan nhá, lo là trên thị trường là hàng giả hàng nhái nhá. Tại vì cái hệ này này là trên thị trường sẽ không có sản xuất hàng mới, chỉ là nhập theo về hàng bãi thôi. Các bác muốn mua mới cũng không có. Đó, chỉ có hàng bãi thôi. Mà con này thì em nghĩ là nói không nói ngoa chứ còn nó cũng phải 99% nữa đúng không ạ? Các bác nhìn video và tự đánh giá các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Quá là xuất sắc các bác nhá. Làm cây làm là làm 4 tấc nguyên zin của nó, chuẩn hút văn này. Chưa hề chóc sơn gì luôn. Cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Tại vì con này thì nó cũng tháo cái phần nội thất để cho các bác xem qua thì nó cũng phải tháo ốc biếc ấy. Nên là không dễ gì thì nên là em quay cái này cho các bác xem qua đây nhá. Còn các bác nào mà muốn tham khảo thêm thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua là số điện thoại 0354392929 để tham khảo các bác nhá. Thắng xích sử dụng đầy nguyên này, có thắng xích nhá. Thường thường mấy dòng hút mana mà em nhập về thì hay bị mất thắng xích cực kỳ luôn. Này thắng xích đầy đủ nguyên. Test nổ cho bác nghe qua tiếng máy luôn nhá. Để các bác tham khảo. Cực kỳ cứng. Khó tính nhất mà cũng khó thể chê được con này ở điểm gì các bác nhé. Máy móc nổ thì nòng hơi thì cứng ngáp, cứng nguyên, nòng hơi giật bịch bịch bịch. Máy móc nổ thì các bác nghe tiếng cái gang tì cũng đã biết rồi ạ. Đó, các bác nhìn hàm rồng này, sơn nhá, cực kỳ đẹp các bác nhé. Đó, dòng sưu tầm. Các bác nào mà cái này bẩn nha các bác, bẩn này. Con này thì về cho các bác nào mà muốn sưu tầm hàng hệ thì con này thì không phải lăn tan gì được rồi nhá. Đóng tủ kính vào thì cũng cực kỳ đẹp. Đó, cửa xích hút mana. Rồi, các bác nào ưng ý hoặc muốn tham khảo thì có thể liên hệ qua cho em là số điện thoại 0354392929. Rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.